được chơi trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Colombia. Uruguay rất quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm nuôi hy vọng bám đuổi ra dân vật Argentina trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Hàng công của đội chủ nhà đã có một ngày thi đấu ấn tượng với hàng loạt cơ hội được tạo ra và ngôi sao Luis Suarez như thường lệ vẫn là chân sút được đặt kỳ vọng lớn nhất. Tuy nhiên, đối mặt với Suarez là một David Ospina đầy kinh nghiệm và bản lĩnh. Thủ môn thuộc biên chế Napoli đã chơi vô cùng xuất sắc và liên tục có những tình huống bay người cứu thua đáng kinh ngạc. Suốt hiệp 1, Ospina đã gần như làm nản lòng các ngôi sao tấn công Uruguay bằng phản xạ cực tốt của mình. Pha bóng đáng chú ý nhất là tình huống Suarez đã đưa được bóng vào lưới Colombia nhưng đáng tiếc, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi dịp vị của tiền đạo Atletico Madrid. Bước sang hiệp 2, Suarez bất ngờ bị thay ra nghỉ và Edinson Cavani là người được chọn để lĩnh xướng hàng công đội chủ nhà. Thế nhưng, sự vô duyên của hàng công Uruguay tiếp tục bị kéo dài trong cả hiệp 2 dù đã tạo ra thế trận vô cùng áp đảo. Hàng thủ số đông của Colombia dưới sự chỉ huy của Ospina đã chơi tập trung để hóa giải hoàn toàn những pha tấn công cuối trận, qua đó giúp những vị khách giành một điểm quan trọng trên sân khách. Trận hòa này cũng vẫn giúp Uruguay tiếp tục bám đuổi đội nhì bảng Argentina với cách biệt 3 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Tỷ số chung cuộc, Uruguay không trừ không Colombia đội hình xuất phát, Uruguay, Mosquera, Nande, Godin, Jiménez, Gina, Dan Yedde, Bentancur, Yesino, Yaracita, Suarez, Rodrigo. Colombia, Ospina, Mujica, Cuca, Mina, Medina, Cuadrado, Barros, Uribe, Dia, Borre, Fancai,